Bên Nguyễn Thị Kiều Trang, đơn vị Mỹ Đức. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà, nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã đứng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền của truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Các giám định chuẩn bị. Công bố điểm. Giám định 1, 940. Giám định 2, 950. Giám định 3, 950. Giám định 4, 950. Và giám định 5, 950. Ở nội dung quy định đôi ở vị trí số 2, Nguyễn Thị Nguyên, Đàm Thị Thanh Tâm, đơn vị Phúc Thọ xuống nội dung nữ. Thư ký đã ghi nhầm thành nam, các giám định chuyển rút. Xin mời đơn vận động viên Hoàng Chí Đông, Nguyễn Trung Hiếu, đơn vị Cầu Giấy vào vị trí. Nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng đây là hai làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Bảo tồn võ công oai danh, quê đợt hai đơn vị Cầu Giấy loại hai. Đỗ Quốc Lâm, Đỗ Bá Tùng, đơn vị Hoài Đức. Bắt đầu. Ông thêm dòng máu Việt Nam, dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Thank you.
khác trong cái chuẩn bị. Công bố điểm, giám định 1, 9,1, giám định 2, 9, giám định 3, 9, giám định 4, 9, giám định 5, 9,2. Ở nội dung quy định xe không đôi nữ, gồm 3 đơn vị. Xin mời vận động viên Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Kiều Trang, đơn vị Mỹ Đức. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà, nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiền, lạc long quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh từng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, nào cùng nữ nhi oai nghi, công bố điểm luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền. Giám định 1, 9,40, giám định 2, 9,40, giám định 3, 9,40, giám định 4, 9,40, giám định 5, 9,40. Xin mời vận động viên Nông Thu Hiền, Nguyễn Thị Diễm. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Sau đó là Nam nhà, nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng tiền, lạc long quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh từng bước giặc thù, 9,40, giám định 2, 9,30, giám định 3, 9,40, giám định 4, 9,30, giám định 5, 9,30. Mời quý vị Việt Nam khiêu hùng, làm thì canh tâm dân bị quốc phòng dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam, dòng sử xanh Lam Sơn. Anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù. Công bố điểm: giám định 1, 9,50, giám định 2, 9,30, giám định 3, 9,50, giám định 4, 9,40, giám định 5, 9,40. Mời vận động viên về vị trí.